Chào tất cả anh em đã xem cái video clip này của mình. Mình xin giới thiệu mình là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706222435. Thì tiếp tục mình giới thiệu với tất cả mọi người một cái dòng súng bắn đạn cao su trong cái phân khúc là một trong những cái dòng súng bắn đạn cao su cao cấp của bên shop Tiến đang kinh doanh, đang bán là con Yozaki 2914. Thì cái con Yozaki 2914 này á, thì cái bản nó là bản nâng cấp của cái con là 914 TD Auto á. Thì đây là cái con 2914, cái phiên bản của nó mới hơn cái con 2914 nha. Thì hiện tại là bên shop mình chỉ về được cái một màu thôi, cái bản màu bạc và cán gỗ màu gỗ này nè, màu nâu vàng, màu vàng á. Thì màu gạch đó, thì chị mình chỉ về được cái bản này thôi. Thì cái bản 2914 của dòng Yozaki này thì nó cũng như những cái 914 thôi, nó cũng có các màu như là đen hoặc là chrome đó. Nó cũng có mấy màu đó. Thì hôm nay mình về được cái màu bạc này nha. Thì màu bạc nói chung là đẹp, hoặc là màu xám lông chuột cũng đẹp. Đây cái bản này nè. Thì đây là con, anh em nhìn thấy chữ nó trên thân súng không? Yozaki 2914, nó khác cái phần ở trên đầu của nó có hai cái hoa văn, cái họa tiết ở bên trên nữa, nó khác với con 914. Đặc điểm nhận dạng thì nó vậy thôi. Còn về cơ cấu hoạt động thì tất cả nó đều giống nhau hết, nó giống y như con 914 thôi, nó không khác gì con 914 hết á. Cái dòng nâng cấp ha. Thì cái con này nó cũng xài đạn 90 ly, cái cỡ đạn. Thì trên thân súng nó đều có đầy đủ hết các ký tự và nơi sản xuất, rồi mã số vạch hết, cũng có khóa an toàn đầy đủ hết ha. Kéo một lần, chế độ tự động bắn ha. Thì cái băng đạn của con 914 này nó cũng như con 2914, nó cũng như 914 thôi, nó tạo được 14 viên ha. Để mình vào thử cho anh em mình xem vào mấy viên nha. Thì mình cũng nhắc đi nhắc lại những cái lưu ý là khi cái băng đạn là mình đừng có để nhiều quá. Khi mình mới mua về cái băng của nó, cái lò xo nó còn hơi cứng, thì mình hạn chế, mình đừng có bỏ đầy quá, mình bỏ tầm khoảng dưới 10 viên là nó cũng đã cứng rồi à. Thì từ từ nó, khi mình xài một thời gian thì cái lò xo nó giãn ra thì nó nhẹ lại, mình vào nó dễ dàng hơn. Và mình có một cái lưu ý nữa nè, đừng có để đạn ở trong cái súng, đừng có để đạn trong băng và nhét vào cái súng để sẵn, thời gian lâu thì nó sẽ bị nén xuống cái băng đạn á, nó ảnh hưởng đến cái băng. Và tốt nhất á là mình cũng nên đừng có để nhiều, nếu mình có để thì để một vài viên thôi ha, hoặc là mình lấy ra hết, khi nào mình cần sử dụng á thì mình thả lắp vào nha, để tránh những cái hạn chế, những cái rủi ro mà đáng tiếc xảy ra ha. Đây là cái băng đạn của 914, 2914, mình cứ quên nói 914 hoài, nó là 2914. Thì nó cũng lai lít rồi, nó cũng nhẹ nhàng lắm. Cắt gấp rồi nó gấp đạn cũng ok chứ không có gì. Nó cũng giống như kia thôi. Những cái mẫu này xài rất là ok. Mình súng mình lên đạn rồi thì mình cầm, nhớ cái tay mình đừng có để vô trong cái cò nha. Tốt nhất là mình để ra bên ngoài để hạn chế cái tình trạng mà cốp cò. Như thế này là mình chỉ cần bóp một cái là nổ ngay đó nha. Rồi để mình tháo đạn ra đi cho nó an toàn. Mình giật đạn văng cái gập đạn ok. Nhớ kiểm tra trong buồng đạn nha, là nó không có còn đạn nữa. Kiểm tra kỹ càng được bạn. Nhiều khi một viên á, mình nó còn ở trên nòng, mình không có kiểm tra kỹ như thế này á, thì khi mình bóp cò thì nó sẽ đập nổ ngay, rất là nguy hiểm luôn. Mình phải kiểm tra cho đầy đủ cụ thể hết. Mình cái cách giao dịch của shop mình để mình nói luôn. Thì shop mình trước giờ chỉ bán chuyển khoản thôi. Một hình thức duy nhất là chuyển khoản xong rồi mình gửi hàng cho anh em. Không có cách giao dịch thứ hai, không có gặp trực tiếp, cũng không có ship code gì hết nha. Shop mình chỉ bán hàng chuyển khoản thôi. Để mình quay cho nó gần gần lại, anh em mình nhìn thấy nó cụ thể nè. Cò kiếp nó làm rất là chắc chắn nó, em thấy không, rất là đẹp luôn á, màu bạc nhưng mà không có phải chày chụa đâu, mới hàng bên mình là hàng mới 100% nha, hàng nhập, mấy hàng này là hàng nhập hết á.
hàng mới đẹp, bắn bằng đạn cao su 90 ly. Thì nói chung là đạn cao su thì bắn nó cũng hơi tốn kém, viên 100.000 đạn cao su thì nó mắc, nhưng mà bù lại là cái khả năng tự vệ nó hay, nó ok. Và cái vấn đề pháp lý thì mình chỉ dừng lại ở cái mức độ cho phép thôi, không có phải anh em tìm hiểu về cái sử dụng công cụ hỗ trợ nha, cứ gõ Google thì cái mức vi phạm của nó đó thì mình cứ tìm hiểu. Đây là cái chốt để gắn vào cái 94 là mình tháo ra nha, chỉ cần trượt tháo ra là đơn giản lắm. Mình có thể tháo ra, mình vệ sinh các kiểu rồi lau chùi, mình bảo dưỡng nha, bảo dưỡng cây hàng của mình chơi cho nó ok. Còn có thông nồng thông nhiệt chứ, thật sự khi mà nó sét quá thì mình đã xịt vào là mình lau chùi cho. Sorry nó bị mình đục cái cây quay. Mình vệ sinh đồ các kiểu cho nó sạch sẽ nha, để bảo dưỡng cái con hàng của mình chơi cho nó ok. Rồi khi mà mình gắn xong thì mình gắn cái băng đạn lại. Rồi mình kết thúc cái video tại đây đi. Anh em mình mua hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của mình nha, 0706222435 nha. Mình để góc trái màn hình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp mình và nhấn nút chuông kế bên để khi nào mình ra video thì nó sẽ thông báo cho anh em mình xem được ngay luôn nha. Rồi mình chào và tạm biệt tất cả anh em.